bóng đá U23 châu Á AFC trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Dụng quang nhỏ, chuyển hướng rất tốt. Phan Tuấn Tài đón được vị trí này và căng ngang vào. Goal! Tiến Long! Tiến Long là người ghi bàn cho U23 Việt Nam. 1-0 và Tiến Long đã bỏ lỡ một cơ hội ở hiệp đấu đầu tiên. Nhưng lần này anh dứt điểm không khác nào một tiền đạo. Vẫn là công thức quen thuộc, Phan Tuấn Tài với những quả tạt từ bên phía cánh trái và những cú đá chết chóc của cầu thủ U23 Việt Nam. Ở trong trận đấu trước đó là Văn Tùng, và trận đấu này đó là một tình huống dứt điểm mang ngoài miễn chề đến từ Tiến Long. Trong lúc chúng ta gặp khó, chúng ta đã có Tuấn Tài. Một pha bóng đột biến của Phan Tuấn Tài bên lá cánh trái, không có những sự áp sát quá lớn. Một đường chuyền vô cùng khó chịu, bóng trôi qua Văn Tùng, bóng trôi qua rất nhiều những cái chân. Nhưng Tiến Long từ như thể từ dưới đất chui lên vậy. Một cú ra chân nhanh như điện, một cú ná Đại Bác về góc chữ A không thể cản phá. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.